Bad little flex, she wanna know me. I stay low key, I'll gas no brakes, baby, let them hold. Good afternoon, định nói good morning nhưng mà Vi đang là afternoon rồi. Thì hôm nay là ngày thứ hai mà Vi đang ở bên Phần Lan. Và hôm qua là Vi định film, Vi định quay phim nhưng mà Vi không có quay phim nổi. Tại hôm qua về cũng mệt, xong rồi cũng lu bu nên là Vi không có quay. Nhưng mà đại khái là Vi bay một cái chuyến bay rất là mệt và nó không có được cái smooth lắm, Vi ngủ không có ngon. Nhưng mà cuối cùng thì cũng tới rồi. Và bây giờ là ngày thứ hai thì bây giờ Vi sẽ mang mấy bạn theo ăn uống nè, xong rồi bây giờ là Vi chuẩn bị đi coi phim. Và mấy bạn cũng thấy là cái mắt Vi nó đang sưng. Thì mấy bữa trước, cách đây khoảng 2 tuần rưỡi là Vi có đi cắt mắt, cắt chỉ mắt. Thì không phải cắt chỉ mắt, cắt mí mắt. Thì Vi tưởng là nó sẽ lành, nhưng mà hiện tại nó cũng chưa có lành hẳn. Chỉ có bên đây thì nó lành chút xíu, còn bên đây nó còn sưng, cho nên là mình thấy được một cái mí mắt to và một cái mí mắt nhỏ hơn, nên nó không có được đều. Bây giờ đi thôi. So, ở đây Vi thấy cái là thời tiết rất là đẹp. Tức là nhìn thì nó rất là đẹp nhưng mà nó khá là kiểu nó se se lạnh á. Vi không thích cái thời tiết kiểu nó se se lạnh. Vi là thích một là nó nóng hẳn, một hai là nó kiểu nó sao ta, là nó lạnh hẳn. Nhưng cái này nói chung là cũng đẹp á, nhưng mà Vi vẫn bị lạnh. Vi rất là dễ bị lạnh luôn, nên là Vi có mặc thêm cái áo khoác này. Ok, sự chuyện là Vi đã tới rạp phim rồi, xong rồi tự nhiên sực nhớ là Vi quên vé ở nhà nên là phải chạy về nhà. Và bây giờ đã trễ rồi, xuất phim là 5:20 mà bây giờ đã gần 5:20, 5:17 rồi. Nên là bây giờ đã về tới nhà rồi. Và bây giờ là lấy vé và bây giờ quay lại phim, mong là không có quá trễ và mong là có quảng cáo. Yeah. Everything good, keep the vibes on crush. I know it's all good. Know it's all love. And this is Lily. Cái này là con chihuahua cực kỳ dễ thương, tính nó rất là dễ thương luôn á. Vì gặp mấy con chihuahua khác nhưng mà nó không có, nó hơi dữ, còn con này nó hiền cô à. Oh, mà nhìn như con chuột vậy, nó nhỏ xíu. Lily. Nó sợ cái cục nữa. Lily. Lily ơi, ai đây? Nó sợ cái bóng nhỉ? Nó sợ. Ok, so hiện tại là Vi đang ở trong một cái gọi là một cái cà phê, nhưng mà nó rất là đông người luôn, đang xếp hàng rất là dài. Yeah. Để mà lấy nước thì lấy nữa, lấy nước xong thì Vi sẽ tác lại. Yes, cái này. Vi đang ở trong một cái quán tên là Lulu. Nhưng mà Vi đọc là Loyly, tại tính ra là nơi đánh vần là Loyly. Vi sẽ để ở đây luôn. Yeah, but đang ở một cái quán, xong rồi Vi kêu sparkling wine. Đang mới mấy giờ rồi ta? What time is it? What time is it? That's 1-ish, 1:30. Nhưng mà chưa có ăn, chỉ có ăn sáng thôi. Thì Vi uống sparkling wine, xong rồi lát nữa là Vi sẽ đi ăn mì. Và đang ở ngồi một cái quán rất là dễ thương. And thời tiết khá là đã, ban đầu thì lạnh nhưng mà bây giờ thì nó có nắng rồi nên là cũng ấm. Just pulled up to the house, don't feel like it out. I'ma just lay back and cry. Ok, bây giờ thì Vi sẽ đi ăn mì ramen. Thì cái này ấy, Vi nghe nói là sẽ là cái mì giống như là 3 cấp độ vậy đó. Nhưng mà Vi sẽ chọn cái cấp độ nhẹ nhất tại vì Vi không có muốn ăn cay nhiều quá, không phải bị đau bụng. Yeah, let's go. Ok, tới rồi, bây giờ là cái chỗ này là noodles. Và giờ bây giờ mình đi thôi. You order here? Yes. No, sit there. Ok, thì ở đây là có mì cay. Vi định ăn là cái I guess chắc là ăn cái I think I'm gonna eat pork. Còn đây là cái món ăn của Vi hôm nay. Cái này là dan dan noodle, cái này là cấp độ 1. Còn cái này là giống như bún bò Huế hả? Nhìn hơi giống bún bò Huế nhưng mà dạ. Cái này cay nha.
Không có ăn thử hết, tại vì cái này nó to quá, cái tô này rất là to luôn. Xong rồi cái bên này thì ăn hết rồi, nhưng mà bên chưa ăn hết được. Dạ, thôi bây giờ đi về thôi. Good morning, hôm nay là ngày thứ 5 mà Vi ở Vân Lan. Và hôm nay là Vi sẽ đi tập gym, cuối cùng cũng đi. Định là lúc mà qua là Vi sẽ tập liền luôn, nhưng mà phải settle down, xong rồi có tập lum thứ phải làm. And then, dạ, xong rồi trời không đẹp, nhưng mà nói chung là excuses. But hôm nay cuối cùng cũng sẽ đi tập. And I'm feeling good. And hôm nay trời rất là đẹp luôn, nắng chang chang. Nắng thì nó mới ấm chứ không có nắng là Vi thấy nó lạnh lắm. Dạ. Trước khi chắc chắn phải uống pre-workout. Vi uống The Curse, giống ở nhà của Vi vậy đó, nhưng mà Vi không thích cái kiểu này. Nhưng mà cái này nó ngon ở nhà của Vi. Ở nhà của Vi là Green Apple nhưng mà không có ngon lắm. Xong rồi Vi để một tí nước trong đây. Uống shot, theo kiểu shot thì nó mới dễ uống, chứ không là nó khó uống lắm. Cũng hơi đắng, mốt để nhiều nước hơn mới được. Okay, let's go. Mới đi tập gym xong, hôm nay đi làm chưa mà lâu lắm rồi Vi mới tập lại. Nên là hôm nay bây giờ Vi sẽ làm steak. Bây giờ làm đồ ăn. Xong rồi ăn với nấm. Yeah, để coi. Ok, thì hiện tại là ngày thứ tư hoặc là thứ năm gì đó. Vi đang ở bên Phần Lan và hôm nay là cuối cùng Vi cũng đi ăn đồ Việt Nam. Và hôm nay Vi mới order phở mà không biết có ngon hay không, nên là giờ sẽ ăn thử. Mà bữa giờ là Vi không có film được, là tại vì Vi không có làm cái gì đó. Mỗi lần mà Vi đi chơi xíu là Vi đi về nhà, xong rồi cứ ở nhà không à, nên là Vi không có quay cái gì đó. Tại ở nhà cũng chả có làm gì đó, toàn là coi phim xong rồi làm việc, nên là Vi không có quay. Nên là mấy ngày nay mà Vi quay là Vi sẽ quay mỗi lần mời Vi đi. Dạ. Cái này là phở. Còn cái này là bún bò Huế. Hôm nay là Vi sẽ đi ăn ở một cái nhà hàng. Nên là bây giờ Vi sẽ quay, nhưng mà Vi sẽ cố gắng nhớ để quay, tại vì Vi hay quên lắm. Nhưng mà tại thường ở nhà mình đâu có làm gì đâu, nên là Vi đâu có quay. But Vi sẽ cố gắng ghép sao á, nhìn nhớ vẫn hay hay cái vlog này. Ok, thì Vi tới nhà hàng rồi. Cái nhà hàng Vi đang ăn hôm nay là Shelter. Và hôm nay là Vi định ăn cái chef's menu 5 course, là 5 món. Thì mình sẽ xem tất cả những cái món ở trong đây hết. Bây giờ mình sẽ xem là món nó sẽ ngon hay không nha. Ok. Ok, so đây là món đầu tiên của Vi. Còn đây là món thứ hai. Nhưng mà ở đây Vi để ý là người ta thích ăn đồ béo rất là nhiều. Còn đây là món thứ ba của ngày hôm nay, là spaghetti, lemon spaghetti with parmesan cheese. Nói chứ Vi cũng hơi no no rồi đó. Ok, thì Vi đã xong ăn món thứ ba của Vi rồi và đang rất là no luôn, tại hồi nãy là Vi ăn bánh mì rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ đang đợi món thứ tư, sau đó là món thứ năm. Nhưng mà ở đây nó không có giống như Việt Nam, nó không có ra món liên tục, nhưng mà nó đợi khoảng 10 phút cho tới 15 phút mới ra cái món tiếp theo, nên là nó hơi lâu. But yeah, bên đây là trời sáng cực kỳ lâu lên nên là không sợ. Còn cái này là món thứ tư của mình, là món gần cuối. Cái này là pork neck, là cổ của con heo. And then yeah, để coi coi nó có ngon không nha. Bây giờ mình sẽ thử. Ok, cuối cùng thì cũng là tới món tráng miệng của Vi ngày hôm nay. Và hôm nay có một cái white chocolate mousse, mà mấy bạn cũng biết là Vi cực kỳ thích white chocolate luôn. Còn cái này là chanh. Vi sẽ ăn thử nha. Là lạ, bình ngon. Ok, thì bây giờ Vi đã ăn xong xuôi hết rồi và bây giờ là sẽ đi về để xem coi tối nay có đi đâu nữa không, nhưng mà không có chắc, nhưng mà có thể thôi nhé. Yeah. So Vi đã về nhà để Vi thay đồ, sau đó là Vi đi gặp vài người một chút. Còn Vi đang ở một cây xăng mà mấy bạn nhìn ở bên đây Vi thấy có rất là nhiều car classic. Đây, mấy bạn có thấy không? Thì giống như thời cổ hồi xưa nhưng mà nhìn rất là xinh xắn. So Vi mới có cái này là nước tăng lực.
Battery. Vì chưa bao giờ uống cái này luôn, rồi vì sẽ uống thử. Mở cho em. Thank you. Đây. Cái này ngon hơn Red Bull. Yeah. Ngon hơn Red Bull nhiều. Bây giờ đang là 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya. Mấy bạn có thể thấy là trời nó đang rất là sáng luôn á. Mà bây giờ là kết thúc ngày của Vi rồi. Nên là thường thường là Vi không có vlog là như vậy á, là tại vì Vi không có làm gì hết trơn. Vi chỉ đi ra đường xíu xíu xong rồi đi về lại, nhưng mà cũng không có gì quay hết. But yeah, hôm nay là kết thúc vlog của ngày ngày thứ 10 hay thứ 11 gì đó. But yeah, bye, good night. Ngày mai Vi sẽ film tiếp, tại vì ngày mai Vi mới đi cái chỗ vui. Ngày mai là Vi được đi attraction park tên là Linnanmäki. Bye bye. Good morning. Bây giờ là được nói good morning này. Bây giờ Vi với lại bạn của Vi sẽ đi đi ăn trưa, tại vì ăn sáng hồi sáng có ăn sáng ở nhà rồi. Xong rồi Vi mình sẽ đi ăn trưa, mình sẽ ăn tacos and burritos, là món đồ Spanish, là món đồ mẻ đó, tiếng Việt mình gọi là đồ mẻ. Và sau đó thì Vi sẽ đi Linnanmäki. Linnanmäki là một cái attraction park, giống như công viên giải trí vậy đó, nó có rất là nhiều cảm giác mạnh. Và Vi sẽ mang mấy bạn theo hôm nay luôn. Let's go. Hôm nay trời đẹp cực kỳ luôn nè. Just pulled up to the house. Don't feel like it now. Cuối cùng á là không có tìm ra được cái nhà hàng kia nên bây giờ phải đi ăn phở. Cái mùi giống như Việt Nam vậy đó. Ok, tôi phở ra rồi, bây giờ sẽ đỡ cho phở. Nhiều quá. To hơn Việt Nam rất là nhiều luôn á. Ăn xong rồi, ai cũng ăn xong hết trơn rồi. Ok, thì bây giờ là đã ăn xong xuôi rồi và sẽ chuẩn bị đi qua Linnanmäki, cái chỗ mà Vi nói đó. Thì bây giờ đang đứng đợi để cho cái đồ ăn của mình nó no xuống một chút, tại vì đang no quá mà đi mới cảm giác mạnh, chẳng lẽ ói ra đúng không? Waffles của ngày hôm nay, cái này là jam, I think. Nhìn nó giống jam, còn cái này là Nutella. Yeah, để em thử nha. Nhưng mà cái waffles này nó hơi mềm so với thường bình thường thích. Sạch, xong ăn sạch trong chưa đầy khoảng 2 phút nữa. Cái này Vi nói thiệt, cái này chắc cũng chưa tới 5 phút luôn á. So ở đây á, ví dụ mà mấy bạn mà ăn ở ngoài á, là mấy con chim á nó sẽ tới nó ăn đồ ăn của mình luôn. Nên là thường thường á, mình sẽ muốn là ăn ở bên trong để không có bị mấy con chim này nó bay nè. Thấy không, mấy bạn thấy con chim đầy luôn. Ở ngoài đây là chim đầy luôn nè. Xong rồi bây giờ là mình sẽ đi cái này. Cái này là King. Hồi nãy là đáng lẽ phải đi một lần rồi á, nhưng mà King gì chứ mà King. King gì. Hồi nãy là đi thử một lần rồi nhưng mà nó không có, nó bị hư, tại vì đang đi hàng giữa đường giữa chừng xong rồi nó bị hư luôn nên là không đi được, và bây giờ đi được rồi.